Hôm nay chúng ta đến với cái bài đầu tiên. Thì trước khi vào bài, tôi muốn giới thiệu chúng ta cái module. Tôi chia cái khóa của chúng ta trong những mấy buổi thành 3 module chính. À, 5 module chính. Để giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quan trước. Để chúng ta có những cái gì, học được những cái gì qua những cái module này. Tất nhiên mỗi module nó đều có một cái cảm. Tất nhiên mà nó, tôi biết, tôi vẽ như này không? Cái module đầu tiên chúng ta học ấy, thì chúng ta để làm được web ấy, thì chúng ta phải biết giao diện chưa? Tất nhiên cái giao diện ở đây nó không đặt nặng quá, bởi vì cái khóa này chúng ta tập trung nhiều vào backend và xử lý logic hơn. Cho nên là môn giao diện của chúng ta sẽ kéo dài từ khoảng trên dưới 10 buổi, để chúng ta giúp chúng ta có thể định hình được thế nào gọi là giao diện, thế nào là code HTML, CSS, JavaScript để làm giao diện nó như thế nào. Và tất nhiên khi mà chúng ta đã hiểu về, không nên tôi chỉ cần chúng ta hiểu về cái giao diện thôi. Cái giao diện nó sẽ đi theo chúng ta cả một đoạn quãng đường còn lại. Chỉ có mỗi cái module database này là chúng ta không động đến giao diện thôi. Còn tất cả mọi thứ đều quy hết về giao diện cả. Bởi vì khi làm web thì chúng ta phải có cho người dùng một cái giao diện người ta nhìn. Chứ không thể làm web, ngày xưa tôi chửi mãi cái tội làm web toàn đẹp thì chẳng có một cái bản không. Đấy cái chửi cuối cùng thì phải bắt đầu đi học về từ học về giao diện. Đấy là cái module 1. Cái module số 2 là chúng ta sẽ học về PHP cơ bản. Thì chúng ta sẽ làm quen với việc là sẽ môi trường, làm quen với những cái khái niệm cơ bản đầu tiên của PHP, biến hàm, rồi các cái hàm cung cấp sẵn gọi là hàm view in ở trong PHP. Rồi chúng ta làm việc với những cái bài toán nó đơn giản trước, sau đó chúng ta nâng cao sau. Tiếp theo, module số 3 là module về database. Cái này chắc các bạn ở trường cũng được học rồi đúng không? Ông năm 2 thì dẹp đi. Năm 2 thì được học quái đâu. Module database thì sẽ dạy chúng ta lại về cách là cái tổ chức ở trong cơ sở dữ liệu và như nào, cấu trúc, cái kiến trúc của nó như thế nào. Rồi các cái câu query để giúp chúng ta tạo bảng này, rồi thì tạo ra các cái tương tác với các cái bảng của chúng ta, liên kết, rồi index các kiểu, rồi thì thêm sửa xóa, select với những phép group naming các thứ 3 chấm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần ở trong cái module này, đó là chúng ta sẽ tiến hành với nhau, đó là tôi sẽ dạy các bạn cái thiết kế cơ sở dữ liệu. Cái việc này cái hồi tôi đi học không làm được, cho nên tôi muốn là chúng ta hồi sinh viên chúng ta phải làm được cái việc này. Các bạn biết phải đến khi tôi đi làm được đến năm thứ 2 thì tôi mới biết làm ra thiết kế là cái kiến trúc đấy, cơ sở dữ liệu trang web của bạn nhé. Nó đến giờ tôi không đi làm được, cho nên là tôi muốn dạy các bạn cần phải sớm. Tiếp theo là module 4. Module 4 thì chúng ta sẽ học sâu hơn về PHP. Tất nhiên nó sẽ gồm cả ba cái trước. Đó là chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu, sử dụng PHP cơ bản sinh ra một cái giao diện để người dùng, lúc đấy chúng ta mới thực sự là làm ra một cái website động như nào. Website động thì nó phải có cả phần DB, PHP, giao diện nó gồm cả, chúng ta mới là động. Trong cái module PHP nâng cao thì chúng ta sẽ học thêm về rất là sâu về hướng đối tượng, cũng như là về cái mô hình MVC. Các bạn học hướng đối tượng chưa? Bách khoa học chưa? Chưa. Tại sao đến giờ chưa? Các bạn công nghiệp học chưa? Rồi ok, có mấy tính chất hướng đối tượng. Rồi, và tôi sẽ cố gắng là trong môn 4 này của chúng ta sẽ cố gắng tự xây dựng cho mình một cái framework nhỏ tự làm. Sau rồi đến môn 5, môn cuối cùng thì chúng ta cầm cái này chúng ta ra đi xin việc. Chúng ta phải có trong tay sau khoảng mấy tháng đấy, chúng ta phải có trong tay một cái framework, một cái công cụ nào đấy chúng ta mới là chúng ta phải nắm được nó, hiểu nó có cái gì được đi, những cái life cycle trong nó như thế nào, nó có khả năng làm cái việc gì thì chúng ta mới bắt đầu là học xong thì mới bắt đầu là làm cái project nhỏ, xong rồi viết vào trong cái project và trong CV và viết thẳng vào đấy là em viết Laravel chưa, sau đó đập vào mặt cái mặt tiền phương cận, anh có thể không, không thể đi chỗ khác, có vậy không đó. Thì đấy là cái mục đích của tôi khi mà chúng ta tham gia cái khóa học này. Tất nhiên mục đích chính bao giờ cũng sẽ là mục tiêu là đưa chúng ta đến gần với doanh nghiệp hơn. Bây giờ thị trường nó cần cái gì tôi sẽ dạy các bạn cái đấy. À, tôi chưa nói về cái kinh nghiệm đi làm của tôi, thực ra tôi đi làm từ năm 2013.
đến năm nay là được 4 năm rồi, sắp đến 4 năm rồi. 4 năm rồi. Rồi mới nghỉ tháng 3 năm 2017 rồi mới nghỉ. Và tôi chuẩn bị start một cái công ty mới. Bọn tôi tự làm với nhau. Tôi một thằng bạn là tự làm. Nên rất là welcome, nếu các bạn nào ngon thì vào đây, bơi hết vào đây. Nhận hết. Được chưa? Rồi. Đây là những cái thứ mà các bạn cần phải chuẩn bị này. Thực ra trong cái quá trình ban đầu nay thì tôi chỉ cần các bạn học cái phần SublinTech thôi. Được chưa? SublinTech đây là cái phần mềm nó gọi là một cái editor. Editor là cái công cụ của chúng ta sửa code ấy, sửa code trên đấy. Thì đây là cái giao diện của nó. Đó. Hiện tại version của nó là version 3 mấy tôi chẳng nhớ, nó mới đổi cái icon. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái bài học nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay rất là nặng. Nãy tôi đã cắt bớt của chúng ta khoảng gần tiếng để chém gió các thứ các kiểu, thì tất nhiên tôi sẽ dàn trải cái bài này sang ngày 2 buổi để chúng ta có thể theo kịp, chứ không thì chúng ta không kham nổi lượng kiến thức này. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về những cái khái niệm đầu tiên của website, như nào là website động, như nào là website tĩnh. Rồi thì HTML là cái gì, bố cục trang HTML như nào, các loại thẻ HTML dùng ra làm sao trong trường hợp nào. Có bạn nào thắc mắc gì về cái độ khối lượng kiến thức này? Chưa biết gì đúng không? Rồi. Đây. Website. Đây là lấy ra từ Wikipedia chắc là không sai được. Thì theo các bạn hiểu cái tôi viết như này thôi, thực ra nó làm dẹp bớt mấy cái kiểu là ngữ nghĩa đi nhá. Tôi học không theo kiểu là academic, không phải là học thuật. Và tôi cũng muốn các bạn hiểu mọi thứ nó không theo kiểu học thuật mà hãy nói những cái thứ mình hiểu. Bởi vì những cái thứ mà các bạn bê từ mở sách giáo khoa ra ta có, cái đấy là hồi cấp 3 các bạn dẹp đi. Bây giờ là các bạn ra đời sống thật, các bạn cần những cái thứ mà mình hiểu, mà mình nắm được nó. Theo các bạn hiểu một cái website là như thế nào? Như nào để gọi một website? Như nào để gọi một website? Cứ trả lời thoải mái thôi. Chúng ta cởi mở với nhau đi thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hơn. Như nào là một website? Theo bạn thì sao? Và cái trình duyệt. Cái này thì gọi là browser nhá. Đấy, tôi dạy luôn ở thế này. Rồi gõ tên miền đúng không? Đây là hình tổng gõ tên miền. Cái này gọi là domain. Rồi, là truy cập vào rồi đúng không? Đấy, xong, đúng. Một kiểu giải thích. Tiếp theo đi. Tiếp theo, các bạn cứ cho tôi cái câu trả lời các bạn đi. Các bạn đi sao? Đi nào ở website? Cứ ấn vào là nó ra đúng không? Đó, còn bạn nào nữa? Bạn nào? Hình như nghiêm túc nhất lớp. Tôi là nhìn nhối nhất lớp rồi. Tiếp đi, trả lời đi. Đây là trang web nào? Website là một sản phẩm của trang web. Mà của trang web thì tạo nên một HTML và XHTML. XHTML là gì? Là truyền hình. Thôi rồi, đó mà xong, hơi dài xong. Rồi, tiếp. Mời bạn nữ ạ, bạn nữ ngồi cuối ạ. Bạn ngồi ngắm nhau, không biết nó có lẽ không? Đã, theo bạn thì website là như nào? CMS, JavaScript, gì nữa? HTML rồi. PHP không có PHP có tạo được website không? PHP nó chỉ chẳng qua nó chỉ là công cụ PHP, Java, .NET hay là Ruby, Python, các thứ kiểu nó chỉ là công cụ không. Nhưng các bạn hãy nhớ được cái điều này, tất cả đều được quy hết về cái thằng này. PHP, Java hay cái gì đấy ba chấm thì cuối cùng nó đều là quy về cái code HTML để người nhìn thấy thôi. Bạn nói rất đúng. Thứ nhất là chúng ta phải có cái trình duyệt. Đó, trình duyệt để giúp chúng ta hiện hình ra được một cái giao diện web. Đây là web cơ bản nhé, chúng ta còn có vài loại web web thôi, chứ không phải chỉ có mỗi cái web nhìn chúng ta nhìn được đâu, có những cái web chúng ta không nhìn được. Cho nên là không phải đi web
web service thì chúng ta không nhìn được. Còn chúng ta nếu mà web view thì chúng ta phải bắt buộc có cái trình duyệt để nhìn thấy những cái giao diện. Được chưa? Thì ở đây á, theo tôi thì web chẳng qua nó là một cái, nó là một cái trang đơn giản thôi, nó là một cái trang giao diện. Trang giao diện được cấu thành bởi ba thành phần là HTML, CSS, JS. Đấy không? Xong. Và có thể dùng trình duyệt để xem được. Bất biết là có mạng hay không cũng xem được. Thì đấy gọi là trang web. Xong phim. Không có mạng internet thì chúng ta tự tạo local là chúng ta chặn. Được chưa? Đấy, thế là xong trang web. Cấu thành bởi ba thành phần như vậy thôi. Nó có thể truyền tải những cái thông tin, ví dụ như kiểu là nội dung của một bài báo, một bản nhạc, một bộ phim hay bất kỳ một cái gì đấy. Ví dụ như kiểu là cũng có thể sâu cái phần slide của chúng ta lên một website được, hoàn toàn không có xuất ra mỗi cái slide, tôi xuất ra một cái ảnh tôi vứt lên web là xong. Chính xác không? Đấy là cái trang web của tôi, chứ nó có là cái gì đâu. Thế thôi. Thì đây chúng ta sẽ mở cho tôi cái subtext ra, mở cho tôi cái này lên đi. Còn nói về lịch sử website thì nó dài á, tôi không lan man đến cái phần đấy. Nếu các bạn muốn biết thì tôi sẽ kể cả quá trình dài, hiểu chưa? Sao tôi cho tôi xem cái này nha, bây giờ cách sử dụng nhá. Đây lúc đầu các bạn mở ra là nó như này, trông như này đúng không? Có thể là có hoặc không có cái mới này của tôi đúng không? Rồi bây giờ các bạn tạo cho tôi một cái thư mục. Các bạn thích đặt đâu đặt người desktop được. Ví dụ như tôi đặt ở trong thư mục là 1710. Tôi tạo ra cái thư mục là 01. Tôi xóa luôn cái file index này đi. Cho đỡ vướng. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ này, các bạn bật cả hai cái lên. Bật cả cái subtext cộng với lại cái explorer của các bạn lên. Được chưa? Các bạn kích chuột đây cầm thả vào trong, thế này xong. Được chưa? Cầm kéo vào, kích vào, kéo sang này, thả ra. Kéo được chưa? Có bạn nào không làm được không? Còn cài thêm các packkit nào và hướng dẫn cài các packkit thì tôi sẽ gửi cái đường dẫn cho các bạn sau. Bây giờ nhỉ? Cầm kích chuột kéo vào thôi, có gì đâu. Tiếp tục này. Đây chúng ta chuột phải vào về cái hình thư mục ấy. Cái này là cái context menu của tôi cài thêm packet cho nó nhiều như này. Còn của các bạn chỉ có new file, new folder thôi đúng không? Rồi thì delete file, rename file, vậy thôi. Thì các bạn cứ chuột phải vào cái tên thư mục đi. Sau đó chúng ta new file. Chọn new file nó sẽ ra một cái file mới. Đây nó trông như này đúng không? Untitled đúng không? Là không có tiêu đề. Đúng nhá? Bây giờ các bạn viết cho tôi là index.html. Viết ở trong đấy. Sau đó là Ctrl S hoặc là ở bên Linux thì là Command S, được chưa? Nó sẽ bật ra cái giao diện này, nó đang trỏ vào trong cái thư mục là L01 của chúng ta này. Sau đó các bạn sửa lại tên của nó thành index.html rồi chúng ta xếp xuống, bung cái này ra thì chúng ta đã có một file html ở trong này. Các bạn lưu ý cho mình nhé.
các bạn lưu ý cho mình này. Ở phía trên ở chỗ này các bạn có bạn nào có còn hình cái hình một hình tròn tròn không? Có. Các bạn lưu ý cho mình này. Nếu mà bạn nào có cái hình tròn tròn ở bình thường cái tab như này đúng không? Ở trên này nó có cái hình tròn tròn như này này. Thì đây là cái biểu tượng mà chúng ta chưa save file, chưa save nội dung. Được chưa? Chưa lưu nội dung cho nó, cho nên chúng ta Ctrl S cái nữa để lưu lại. Được chưa? Khi nào nó là cái chữ X thì đấy lúc đấy là chúng ta đã lưu trữ cái nội dung rồi. Cái dấu X này thì là chúng ta lưu file rồi. Cho nên chúng ta có đóng vào hay như nào cũng không sợ mất, được chưa? Cái này các bạn rất không hay không để ý này. Được chưa? Phải lưu vào làm cái gì? Tập cho tôi cái thói quen cái tổ hợp là Ctrl S. Làm cái gì cốt một ký tự cũng phải Ctrl S. Được chưa? Cái nghề của chúng ta nó là như thế. Để cho tôi này, Ctrl ở cái này, ngón này, ngón út này, chữ S ở cái này. Tôi phải dạy từng cái bước một này. Được chưa? Thằng này có mang gì như này. Được chưa? Và chúng ta lưu ý cho tôi này. Khi mà đã xác định vào cái con đường là đi gõ phím kiếm ăn của chúng ta rồi ấy. Được chưa? Thì cái điều tiên quyết của chúng ta là phải gõ từ 8 món trở lên. Tôi không biết bằng cách nào đấy, nhưng mà các bạn bắt buộc phải gõ được từ 8 món trở lên thì các bạn mới ít nhất là theo kịp được tôi. Bởi vì tôi dạy rất là nhiều khóa rồi nên là tôi biết kỹ năng gõ của các bạn cực kỳ kém, thậm chí là còn có như này. Bổ cò. Cái điều đấy là trong ngành của chúng ta là không chấp nhận được, nhớ chưa? Không chấp nhận được. Khi các bạn gõ nhanh, cái hiệu năng, cái hiệu suất làm việc các bạn tăng lên ít nhất là 20%. Được chưa? Thì chúng ta làm nhiều, làm nhanh, sai nhiều thì chúng ta tích lũy được kinh nghiệm nhiều hơn so với những cái thằng gõ chậm. Được chưa? Cho nên là cái bắt buộc tôi không biết làm như thế nào. Nhưng mà sau một tháng thì tôi sẽ kiểm tra cái tốc độ gõ phím của các bạn. Nếu mà không đạt được ít nhất 40 từ một phút thì cứ quy ra tiền và nộp vào đây, đóng vào cái lớp nhỏ. Được chưa? Chúng ta phải có động lực để mà làm. Được chưa? Tôi cảnh báo các bạn ngay từ những cái buổi ban đầu, các bạn, tôi không biết các bạn học cái ngành gì, tôi không biết các bạn là từ đâu đến, nhưng mà các bạn làm kiểu gì là phải gõ cho tôi được 8 phím trở và 8 món trở lên. Được chưa? Đó. Và cái có thể thấy ngay trước mắt khi mà các bạn gõ chậm ấy, đó là các bạn sẽ chắc chắn không theo được tôi. Các bạn gõ không theo được tôi thì các bạn sẽ bị mất kiến thức, có vậy thôi. Được chưa? Không ai có thời gian chờ đợi các bạn đâu. Tiếp tục. Tiếp theo này. Chúng ta bắt đầu trang HTML đầu tiên của mình nhé. Thì chúng ta gõ vào đây là tên mình đi. Nhớ xếp xuống. Được chưa? Chúng ta tiến hành là chuột phải vào đấy. Chuột phải vào. Có nhìn thấy Open in Browser đấy không? Kích vào. Thấy tên chưa? Thấy tên các bạn không? Đấy, xong trang web rồi đấy. Về thôi. Xong. Đơn giản không? Xong ra. Mày chưa lưu. Rồi làm lại đi ra. Đã chưa? Đấy. Vừa mới xả mồm xong. Các bạn chạy được chưa? Rồi. Đấy đấy, tôi nhìn lo chơi này. Cái gì đấy? Bạn làm gì đấy? Bôi đen hết. Biết phím bôi đen là gì không? Ctrl A. Cắt.
biết phim cắt là gì không? Can trôn ích. Dốt thế nhỉ. Được chưa? Sau đó gọi cho tôi là H1 tát. H1 tát. Được chưa? Sau rồi, cây thấy nó tát xong nó đi, nó tròn ngay giữa hai cái áo. Rồi, bệt cái tay rung lên vào. Xếp xuống. Rồi ra ngoài này F5. Thấy chữ này khác gì so với chữ kia? Nó đậm hơn, nó to hơn đúng không? Cứ cái gì đậm và to là thích rồi đúng không? Đó. Thì sao? Chúng ta thấy gì ở đây? Chúng ta thấy điều gì ở đây? Lúc nãy là chưa có cái H1 này, bây giờ có H1 này. Đúng không? Thì cách hiển thị của cái đoạn tích của chúng ta khác nhau. Đúng chưa? Mà tóm lại, cái mục đích của chúng ta khi mà đến với web thì chẳng qua là để hiển thị chữ hay làm quái gì. Đúng không? Bây giờ chúng ta có thể trình bày chữ theo một cách khác ở trên trang web của mình. Đúng không? Dựa vào cái đóng ở ngoài kinh này. Cái dấu này. Người ta gọi là thẻ. Được chưa? Cái thẻ này nó xuất phát từ những cái email. Nghe, nhìn thấy cái tên bao giờ chưa? Rồi à? Rồi ở đâu? Đúng, trên bảng. Tâm đi qua. Thì cái thẻ này các bạn để nhá. Cái này nó sẽ từ cái thẻ này nó sinh ra cái từ HTML. Được chưa? Vì sao nó sinh ra cái HTML? Để đây này. Cái từ HTML này bây giờ tôi lại chuyển sang vai trò giáo viên tiếng Anh. HT là hyper, từ T là text, M là markup, L là language. Được chưa? Hyper là gì? Siêu, đúng không? Siêu kinh khủng. Tiếp theo là text là chữ, đúng không? Markup là đánh dấu, language là ngôn ngữ. Chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh sang kiểu Việt Nam hóa tiếng Anh thì nó chuyển sang cái gì? Siêu ngôn à, siêu text, à, siêu chữ đánh dấu ngôn ngữ, đúng không? Thì là ngôn ngữ thì đánh dấu siêu văn bản. Biết vì sao gọi là siêu văn bản không? Cho các bạn đi nào gọi là siêu văn bản. Đây nhá, tôi demo cho các bạn nhá. Cái này có phải là văn bản không? Cái này mấy trang? Một trang này, hai trang này, đúng không? Còn trang thứ ba không? Đâu? Tạm thời hết rồi đúng không? Tôi chưa nhắc đây là nó hết rồi đúng không? Xong chưa? Rồi, với HTML chúng ta có thứ nhất có hiển thị chữ không? Có hiển thị được bảng không? Rồi, có giới hạn không? Chúng ta nhét bao nhiêu thứ vào đây cũng được. Nếu mà tôi có, nếu cho tôi một cái máy tính đủ mạnh nhá, thì tôi hoàn toàn có thể là viết toàn bộ tất cả nội dung của tất cả các cuốn sách ở trên thế giới để vào trong một file và tôi hiển thị được nó. Được chưa? Cái khả năng mở rộng của nó là vô hạn, cho nên đấy người ta gọi là siêu văn bản theo một ý bản hiển thị nhiều. Cứ cái gì nhiều là siêu rồi đúng không? Thằng nào nhiều sức khỏe hoặc là siêu nhân, đúng không? Thì thằng này hiển thị được nhiều chữ thì gọi là siêu văn bản. Được chưa? Ngoài ra HTML nó cũng hoàn toàn có, ví dụ như quyển sách này của chúng ta nó có kiểu dạng là mở từ trang này sang trang khác đúng không? HTML của chúng ta cũng có thể link từ trang này sang trang khác được. Nó không khác gì một quyển sách. Được chưa? Đấy là lý do vì sao người ta gọi là HTML. Được chưa? Còn cái vấn đề là markup này, hyper, tôi vừa giải thích cái vấn đề là hyper đúng không? Tiếp theo vấn đề là markup. Tại sao gọi là markup? Đây là có thẻ, đây gọi là thẻ này. Thẻ này là thẻ mở, thẻ này là thẻ đóng. Làm cái gì cũng sẽ phải là có đóng, có mở vào. Thì đây là cái đánh dấu bắt đầu của một cái kiểu hiển thị nào đấy, hoặc của một cái thẻ nào đấy. Và đây là cái kết thúc cái việc hiển thị thẻ đấy. Chứng minh bằng cách sau. Nếu các bạn còn viết thêm một cái đoạn tích lằng ngoằng ở phía sau này nữa, các bạn ra đây refresh. Cái đoạn phía sau có được áp dụng cái logic ở phía trước không? Không, thì đấy là việc kết thúc cái thẻ. Khi mà chúng ta đóng thẻ vào thì cái việc áp dụng
dụng cái hiển thị của cái thẻ này nó sẽ được kết thúc và nó sẽ đẩy phần kia ra thành trở thành text bình thường. Được chưa? Đấy là cái đến người ta gọi là cái markup language là ngôn ngữ rồi. Đố bạn biết ý của cái từ ngôn ngữ là như nào? Tại sao ạ? Cái gì gọi là một ngôn ngữ? Dùng để giao tiếp đây, không giao tiếp với ai? Bố láo. Câu chỉ giao tiếp với trình duyệt thôi. Đây không phải gọi là máy tính. Máy tính sau. Đúng không? Đây chỉ gọi là cái trình duyệt thôi. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là tôi sẽ giải thích cái logic của chúng ta. Đến giờ chúng ta làm thì máy nó làm như nào, hay cái trình duyệt nó làm, nó phải tương tác như nào. Thực ra tôi đi dạy cái lười dùng slide, bởi vì cái slide nó bị bó buộc thôi. Cho nên là các bạn cứ theo dõi slide, còn tôi dạy kệ tôi nhỉ. Thấy chưa? Đấy này. Thứ nhất là chúng ta có một cái file tên và cái gì cũng quan tâm, HTML phản hiệu. Sau đó chúng ta mở nó ra, open nó ra bằng cái trình duyệt. Như này đúng không? Thì cái trình duyệt này, thực ra các bạn để nó là một cái gì? Nó có phải là một phần mềm không? Phần mềm chạy trên hệ điều hành nhé, đúng không? Thì cái phần mềm này nó có khả năng mở một cái file HTML ra và đọc từng dòng một của cái file mà nó đang mở theo chiều từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Được chưa? Nó đọc từng thẻ một. Khi nó gặp một cái thẻ bất kỳ, các bạn lưu ý, khi nó gặp một cái thẻ bất kỳ thì cái trình duyệt này thực ra cũng là do con người tạo ra, người ta có hoàn toàn có thể quy định được. Khi mà một cái chữ nào đấy hoặc một chuỗi ký tự nào đấy nằm ở trong một thẻ của tôi thì nó sẽ được hiển thị như thế nào. Được chưa? Đây là việc chẳng qua chúng ta lập trình. Nếu các bạn đã học Java hay là học những cái ứng dụng WinForm rồi, các bạn sẽ làm được cái việc này. Được chưa? Các bạn có thể quy định được kích cỡ chữ, quy định được màu chữ, quy định được cái con trỏ hiển thị như thế nào luôn. Đúng không? Thì đây chẳng qua nó là cái việc mà chúng ta mở một, tạo ra một cái phần mềm của các bạn, tên nó là trình duyệt browser, giúp nó có khả năng là đọc nội dung của một file text. HTML chẳng qua nó chỉ là file text thôi. Được chưa? Và chuyển đổi cái nội dung của file text đấy theo những cái style, tôi gọi là style nó mới đúng, theo những cái style mà nó đã được quy định trước. Cứ cái thằng nào nằm trong thẻ H1 thì tôi hiển thị chữ to, thằng nào không trong thẻ H1 tôi hiển thị chữ bé, thằng nào nằm trong thẻ Y nhập, nằm trong thẻ Y của what the fuck, nằm trong thẻ Y thì tôi hiển thị chữ nghiêng. Được chưa? Thằng nào nằm trong thẻ B thì tôi hiển thị chữ đậm. Có vậy thôi. Được chưa nhỉ? Đấy là cái logic của trình duyệt khi nó đọc nội dung của file HTML. Xong nhá? Có nào thắc mắc gì không? Kịch giản dễ hiểu nhỉ? Xong, đấy là cái logic chúng ta sẽ làm việc với HTML và cái cách mà trình duyệt nó sẽ làm việc với file HTML. Tiếp theo này, chúng ta để ý bây giờ nhé, tôi đang có cái file này, nó chạy ở trên Chrome. Và lưu ý nhé, ở trong cái lớp này tôi không biết các bạn làm cách nào, nhưng mà đừng bao giờ để tôi nhìn thấy các bạn mở web của các bạn ra bằng cốc cốc, nghe chưa? Đâu ok, hôm nay bỏ qua, nhưng từ buổi sau tôi cứ nhìn thấy bất kỳ một thằng nào mở cốc cốc ra tôi phạt 10.000 phát. Biết vì sao? Chúng ta làm nghề gì? Lập trình đúng không? Cái máy tính nó khác gì cái tay của chúng ta không? Đúng không? Mà để làm để làm được cái tay của chúng ta làm được nhiều việc nó phải khỏe đúng không? Đúng không? Chúng ta phải tối ưu được nó, dùng nó với những cái mục đích nó phù hợp và phải bảo vệ chăm sóc nó thường xuyên. Tuy nhiên các bạn biết cái thằng cốc cốc ấy, không phải là nó dùng không sướng, ok với người bình thường dùng rất sướng. Đấy, chuyện tất nhiên là tôi cũng thích dùng những cái phần mềm như thế. Nhưng mà với chúng ta, cốc cốc nó quá nặng. Nói thật với các bạn, cốc cốc các bạn check RAM mà xem, nó kiếm cực kỳ nhiều RAM của chúng ta.
bởi vì nó cài vào đấy thêm một rổ các cái packet, những cái thư viện để giúp chúng ta nào là IDE này, IDM này, nào là cái gì mà bỏ qua cái tường lửa gì đấy để có thể vào được Facebook nhỉ, rồi còn một đống thứ các kiểu khác nữa, cho nên nó tốn rất là nhiều RAM. Máy có bao nhiêu GB RAM? 8, ok, một đứa 8, bao nhiêu đứa 8 nữa? 2 đứa, 3 đứa, lớp được 3 đứa, tôi nữa là lớp được 4 đứa, máy trên 4GB RAM, ở trên 8GB RAM. Còn lại ấy, chúng ta máy được thường thường là 2GB hoặc 4GB. Bây giờ mỗi một cái thằng tốt có chiếm mẹ nó 1GB rồi, làm ăn gì? Được chưa? Ngoài ra cái thời gian khởi động của cốc nó lâu hơn so với các cái trình duyệt khác, cho nên là tôi không muốn các bạn làm tiếp xúc với nó nhiều. Làm thì hãy làm trên Chrome. Hiện tại Chrome nó đang là tôi không có cái tí nào cổ phần của bạn Google cả, tôi không quảng cáo cho nó. Nhưng hiện tại Chrome ấy, nó là cái trình duyệt, nó có cái developer tool tốt nhất thế giới hiện giờ, cho nên là tôi sẽ đưa những thứ tốt nhất để cho các bạn, được chưa? Tiếp theo chuyển sang slide. Rồi, chúng ta đến với khái niệm tiếp theo là khái niệm về website tĩnh. Chúng ta có hai khái niệm, là một thứ là web tĩnh, một thứ là web động. Như nào tĩnh, như nào là động? Không biết thì nó cũng biết luôn, nhưng nhanh đỡ phải hỏi đúng không? Đỡ đâu hỏi sao? Các bạn nên học về bất tịnh. Không thể thay đổi được. Không thể thay đổi được cái gì. À đó, tôi thay đổi các bạn xem nhé. Tôi cốt tôi thử thay đổi các bạn xem nhé. Ở đây là thẻ strong đi. Input. On key up là chain name. Đó, chúng ta có cái trang này. Đây, lúc đầu my name is Trần Hữu Thiện nha, tôi viết linh tinh vào đây. Ta bật F12 lên, ôi giời ơi. Và element on key up. Rồi, ok. Bạn tên là gì? Cái gì Trang? Lưu Trang. Lưu Thủy Trang. Cancel. Wow, Phong Trại Tá. On key up chain name strong ở đây. Inertech. Sao? Có thay đổi được không? Xinh gái. Đấy. Thao hồ bỡ đít luôn. Đúng không? Có thay đổi được không? Đây vẫn là web động và web tĩnh. Động ở đây của chúng ta, nếu mà chúng ta thể hiện như này, động ở đây chỉ là mang tính chất là động đậy thôi.
nào, như nào gọi là web tính và như nào gọi là web động? Hả? Sự kiện theo bạn là như nào? Đó, tôi phản biện cho bạn xem. A.html nhé. Đây là trang A.html. Đây chúng ta có một thẻ A. Click. Không sao, vào đây để cho các bạn. Quan trọng là chúng ta hiểu không? Sang chưa? Ờ? Những database nó cung cấp cho bạn cái gì? Dữ liệu để làm gì? Rồi sao nữa? Giao tiếp là đúng rồi đấy, chính xác. Chúng ta để cho con như thế này gọi là rất tính nhỉ. Web tính là website chỉ bao gồm HTML, CSS và JS thôi. Nó vẫn có khả năng động đậy nhé. Động đậy tức là cái trò tôi vừa mới làm ấy, nó vẫn có khả năng động đậy. Tuy nhiên chúng ta để như này, nếu mà tôi có thay đổi cái nội dung ở trong này, ví dụ như ở đây là Lưu Thùy Trang như này đúng không, có thể thay đổi rồi, nhưng mà sau đấy tôi reload lại trang, nó lại trở về cái mã cũ đúng không, nó lại quay trở về cái trạng thái khi mà tôi load ra lần đầu tiên. Nó không bao giờ có thể thay đổi hoàn toàn được cái nội dung của nó trừ khi chúng ta thay đổi code, được chưa? Thì đấy nó gọi là website tính. Hay cứ dấu hiệu đặc điểm nhận dạng của nó là không bao giờ thay đổi được nội dung hiển thị khi không update code, được chưa? Còn web động nó khác thằng web tính thì duy nhất ở một cái, đó là ngày hôm nay tôi viết như thế này, tôi đã cập nhật xong thì hôm sau nó lưu lại trạng thái đã cập nhật ở đấy, được chưa? Và chúng ta tiếp tục làm việc với nó. Đấy là cái sự khác nhau của hai thằng, có vậy không? Nó không có gì nhiều. Chứ một đống dài ngoẵng như này ở trong cái tài liệu thì nó cũng nhiều khi nó không giải quyết được vấn đề. Được chưa nhỉ? Đấy là cái khái niệm của web tĩnh và web động. Hiện tại chúng ta làm giao diện thì chúng ta sẽ làm với web tĩnh trước, động tính sau. Chúng ta chỉ làm động là động đậy thôi, không gì hơn. Rồi cái phần này tôi giải thích từ nãy rồi nhá, bỏ qua nhá. Đây là bố tiếp theo đến bố cục của một file HTML. Các bạn thấy nó có cái gì? Trang nào như này, trang nào cũng sẽ bố cục như này, chắc chắn luôn. Thì chúng ta hãy để ý cho tôi những cái phần này thì quan trọng là phải nhớ này. Thứ nhất là cái gốc file ở trên, là cái này là cái đầu tiên. Tiếp theo là cái các bạn nhìn thấy cái thẻ HTML, thẻ nào cũng thẻ mở kia, thấy không? Đó, thì đây nó là thẻ này. Tiếp theo là nhìn thẻ head không? Tiếp theo là thẻ 3D, đúng chưa? Thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn xem là từng phần này nó có ý nghĩa gì. Thì như trong slide có đấy, đây, doc file. Nó là cái viết cái dòng này ra ấy, thực ra nó là để giải thích lại cái phần này, để tôi nói lại một chút đã. Còn thực ra cái nội dung này các bạn biết đọc đúng không? Cho nên các bạn sẽ hiểu được thôi. Các bạn biết cái chữ này không? Cái chữ này không? Không phải WK3C đâu, no. Nó chỉ là WK3C thôi, được chưa? Nếu mà cần biết cụ thể lịch sử của nó thì các bạn có thể lên Google để search cái vấn đề đấy. Tôi giải thích cho các bạn cái vấn đề này. Cái này đó là cái gì mà tôi không nói rồi. Đây là một tổ chức, được chưa? Đây nó là một cái tổ chức và được cả thế giới công nhận. Nó sẽ có cái vai trò là quy định ra cách hiển thị hay là tác động của các thẻ HTML lên trình duyệt. Và khi mà nó đã quy định ra và nó công bố rồi thì tất cả các trình duyệt để có thể được đưa ra sử dụng phải tuân theo những cái quy định của bọn này, nghĩa nhá. Được chưa? Có mỗi thế thôi, đấy là cái WK3C, và WK3C có website riêng như là WK3C.org, nhớ không nhầm. Và chúng ta có toàn bộ tài liệu ở trên đấy. Đấy là tài liệu chuẩn nhất về HTML.
và chúng ta là chỉ có tiếng Anh tiếng Việt. Đừng hy vọng trong cái ngành này có tiếng Việt đọc, chỉ có tôi gì thì không có cái này thôi. Đừng có hy vọng ngành của chúng ta có tiếng Việt. Nên là kể cả sau này các bạn lên framework cũng vậy. Cho nên là bắt buộc phải học tiếng Anh. Đây cái điều kiện cần, chứ không phải đủ nhé, đủ nó còn nhiều. Cần là cần tiếng Anh và cần đọc tài liệu. Thấy chưa? Tất cả những cái mớ thẻ của chúng ta đều được định nghĩa bởi luật này. Và các trình duyệt phải tuân theo. Cho nên khi mà tôi quốc cái mớ kia ở bên Chrome chạy được thì sang chắc chắn sang Firefox cũng phải chạy được. Nó chỉ khác nhau ở những cái thứ, ví dụ như kiểu là ở cái Firefox thì hiển thị nó có thể là hơi nhạt hơn một tí, nhưng mà nó vẫn cứ phải là kích thước đấy, vẫn cứ phải là quy định là đậm hơn so với những cái chữ thường, được chưa? Đấy thì nó khác nhau một tí chút về cái cách hiển thị thôi, chứ nhưng mà về mặt bằng chung tất cả đều phải giống nhau, tất cả là chỉ được, được chưa? Đấy là cái tác động của nó. Thì ở đây chúng ta có cái thẻ đầu tiên là cái thẻ Doctype để khai báo kiểu dữ liệu hiển thị để cho trình duyệt biết à đây là cái tài liệu này là tài liệu HTML, tao phải dịch, tao phải lấy dịch những cái thẻ này theo kiểu như này, nếu không phải HTML nó sẽ hiển thị cách khác thì sao, được chưa? Tiếp theo là chúng ta có thẻ gốc, đó là thẻ HTML. Tất cả các thẻ HTML của chúng ta đều nằm trong cặp thẻ này. Đây gọi là cặp thẻ gốc của tài liệu HTML phải có. Tất nhiên không có trình duyệt nó tự sinh ra đâu, chẳng ai bắt. Được chưa? Đây ví dụ như các bạn có thể mở cái trình duyệt này ra này. Các bạn chuột phải và các bạn chọn inspect hay là chọn kiểm tra. Được chưa? Đây các bạn có thấy tôi viết cái gì ở trong này không? Đây, có thẻ nào gọi là thẻ HTML không? Không. Nhưng mà trình duyệt nó tự sinh ra. Không cần các bạn viết nó cũng sinh ra. Được chưa? Đây là cái tác dụng của trình duyệt, nó phải làm được cái việc này. Đơn giản phải không? Tiếp theo là cái thẻ head. Head là cái gì? Đầu đúng không? Rồi bây giờ bạn tên là gì? Trung bạn tên là gì? Kiên đúng không? Thằng Kiên nhìn thấy thằng Trung. Làm sao biết đấy là thằng Trung? Nhìn mặt nó nằm ở đâu? Xong, hết phim. Cái phần thẻ head này thực ra là nó không rõ ràng như mặt thằng Trung đâu. Được chưa? Ví dụ xin lỗi các bạn. Thôi gọi cho người ta chưa? Gọi được chưa? Tôi nhắn tin lại rồi đấy. Anh áo à? Xin lỗi cô nghe. Dùng iPhone thì không mạng. Rồi. Nếu mà bây giờ nhá. Bây giờ này, các bạn lưu ý này, quay trở lại cái vấn đề về nét đúng không? Bây giờ bạn làm một cuối, có biết cái chuột không? Không biết đúng không? Nếu bây giờ tôi làm cái việc này. Ví dụ bây giờ tôi viết đến sáng đó, tao tên Trung. Cả lớp này nhìn thấy là Trung thì nó kiểu không biết tên là Trung không? Đó. Được chưa? Thì HTML nó cho phép chúng ta làm cái việc đấy bằng cách là quy định ra những cái thẻ nằm trong phần head này để giúp chúng ta khai báo sang cái trang web của chúng ta tên là gì, làm về mảng gì, được chưa? Và hình ảnh đại diện của tôi là như thế nào, đó là cái phần logo ở trên. Thì thực ra nếu mà trong cái website hiển thị của chúng ta ở đây này, website này hiển thị này, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy phần head này nó hiển thị ở đâu cả, nó không hiển thị ở trong phần nội dung ở đây. Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn coi xem là nó hiển thị ở đâu nhé. Tôi xóa toàn bộ nội dung trang này đi, tôi code HTML enter xuống. Thử các bạn thử đi, nó sẽ có một cái phần head. Các bạn gõ HTML xong cắt chung cách là nó sẽ ra cả trang. Được.
chúng ta nhìn cái tay cổ, nhìn cái tay cổ nằm trong này không? Rồi bây giờ chúng ta viết thành tên mình, hay thích viết cái gì vào đấy thì viết, tôi không quan tâm. Đây tôi viết là T3H 1710E, xếp xuống ra ôi à, nó có bị xoay ra ngoài này, reload. Các bạn nhìn thấy ở trên này không? Title là tiêu đề đúng không? Thì mỗi một cái trang HTML của chúng ta nó tương đương với một cái văn bản đúng không? Một bài văn, thì bài văn nó cũng phải có tên, thì nó sẽ viết tên là nó định ở trên cái đầu tab, được chưa nhỉ? Nếu mà ngày xưa mà bọn tôi được học ấy thì nó khác, bởi vì cái hồi bọn tôi học ấy là các trình duyệt nó chưa có khái niệm tab đúng không? Tất cả đều mở ra một cái cửa sổ mới, nên là cái tên này nó sẽ hiển thị ở phía chỗ khu này, khu trên này. Alo, cậu gửi cho tôi sai số rồi, thằng kia nó bảo nó không gọi được. Ừ, để tôi làm cho tôi đấy. Rồi đấy chứ nhỉ. Tiếp theo đến cái hình ảnh thì các bạn thấy không, đây là cái mặt đúng không, đây là cái giao diện của mặt thằng Trung này, được chưa? Đây nhìn mặt thằng này trông có xấu bẩn như này, được chưa? Bây giờ tôi vẽ cho thằng Trung cái mặt nhá. Rồi chúng ta lên đây, chúng ta tìm cho tôi một cái ảnh bất kỳ, ví dụ ảnh Doãn Chí Minh, đây là thần tượng của tôi. Đây ví dụ cái ảnh này chẳng hạn, được chưa? Các bạn chuột phải vào, các bạn chuột phải vào này, save image as, sau đó chúng ta mở cái project của chúng ta ra, lưu ở trong đấy L01 đúng không? Chúng ta để đây là favicon, đây là để icon .jpg cũng được. Được chưa nhỉ? Lưu chưa? Tại sao? Đây nhá, chuột phải vào này, save image as này, được chưa? Xong chọn đến cái thư mục project của mình đó, ví dụ đây nằm trong document này 1710 này, L01 này, lưu xuống, đổi tên nó đi là xong. Các bạn cứ làm đi, tôi sẽ hướng dẫn. Tiếp theo, chúng ta có cái link view đúng không? Chúng ta không có cái này thì chúng ta gọi cho tôi link cách view bằng icon, sau có cái href bằng icon.jpg, tức là cái tên cái ảnh này, ở trong cái href ấy nó là tên cái ảnh của chúng ta nhé.
Alo. Đúng rồi. Ok rồi. Thấy chưa? Cái thẻ link này các bạn cứ biết giống như tôi. Bạn cứ biết giống như tôi đã. Có cái link này các bạn cũng biết giống như tôi này. Có một cái nội dung ở trong cái thẻ Hackrep. Có cái cục kính Hackrep này rồi. Thì các bạn biết tên cái ảnh nào. Cái tên này các bạn đi nào kể cả đuôi này. Các bạn biết y nguyên vào đây không? Không khai, bỏ khai. Rồi, xếp xuống. Dạ. Đây là chúng mình hết đâu. Cũng ở Chrome đi. Là trên Safari nhưng không nhìn thấy cái nào. Copy đường dẫn. Copy đường dẫn vào Chrome ra. Mở tạm không copy. Không sao. Được chưa? Làm gì không? 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 Làm gì đây là file đâu? được chưa? Khi mà tôi nhét cái ảnh nó vào á thì cái trang của chúng ta sẽ như thế này. Đây chính là cái ảnh. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, tiện đây phân tích luôn xem một cái thẻ là như thế nào. Qua để nhé. Ở đây có hai vấn đề chúng ta cần phải nói tới. Vấn đề thứ nhất là chúng ta có hai loại thẻ, không một loại thẻ là có thẻ nào, có thẻ mở. Một loại thẻ là nó chỉ có thẻ mở, nó không có thẻ nào. Khi nào chúng ta làm cái việc đóng mở và khi nào chúng ta không dùng? Theo các bạn, ở đây các bạn nhìn thấy cái gì? Tìm điểm chuẩn của những cái thẻ có nội dung, của những cái thẻ có đóng mở.
hãy để ý này, những cái thẻ mà khó đóng mở này, đúng không? Ở trong cái nội dung của nó được phép quy định đó là nó chứa một cái ký tự hoặc một những cái thẻ ngon ở trong, được chưa? Nó được phép chứa những cái thứ khác ở trong thì nó mới là thẻ, có thẻ đóng và thẻ mở. Còn có những cái thẻ mà nó chỉ đóng vai trò là mở phát bóng luôn, nếu biết đúng thì tôi phải có cái đóng mở thế này, đây như này đúng không? Như này mới là chính xác này. Đó, được chưa? Thế cái này thì sao? Những cái thẻ này tôi gọi nó là thẻ chức năng. Nhớ nhá, những cái thẻ dạng như này nó là những cái thẻ chức năng. Vì sao tôi gọi là chức năng? Bởi vì cái thẻ đấy nó chỉ có duy nhất một vài chức năng nào đấy thôi. Nó không được phép chứa những cái thẻ khác ở trong. Và cái nội dung của nó hiển thị nó chứa ngay ở trong những cái phần được viết ở trong. Nó không chứa cái gì cả. Được chưa? Ở trong không chứa cái gì cả. Thì tiếp theo ở trong những cái thẻ kiểu dạng như này thì nó rất có nhiều những cái trò như này đúng không? Được chưa? Thì cái này nó liên quan đến cấu trúc của mỗi một cái thẻ HTML. Thì cấu trúc của một thẻ HTML sẽ bao gồm là tên thẻ này, bao gồm là tên thẻ này và thuộc tính của thẻ. Được chưa? Cái này, những cái như thế này cả một cụ này gọi là một thuộc tính. Được chưa? Real icon, đấy là một thuộc tính. Thì cái thuộc tính nó sẽ có hai cấu thành mở là tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính. View là relate, ví dụ như thẻ link thì mấy đứa chúng ta sang buổi sau chúng ta sẽ được học luôn. View là thẻ là làm cái thẻ liên kết. Thì cái view này này nó sẽ đại diện cho là cái thẻ link này đại diện cho cái việc gì? Chúng ta có những bạn nào đấy vừa mới hỏi, đó là cái view này có cái dạng là style sheet, có dạng là icon, đúng không? Còn có rất nhiều value ở trong. Thì mỗi cái value đấy nó sẽ quyết định là cái thẻ link này nó dùng để làm cái gì. Nếu mà tôi là view là style sheet thì tôi không thể nhét cái address của tôi link những cái thẻ gì có NGPG, nó không thể thấy cái trên đúng không? Đúng chưa? Thì nó quy định cái chức năng của cái thẻ này để làm gì? Được chưa nhỉ? Còn cái address này nó có cái chức năng đó là đưa cái đường dẫn của cái file hiển thị lên trên icon kia vào đây. Nó kéo từ chỗ nào sang. Tôi chứng minh lại thêm bằng một cách đó là tôi kiếm ảnh con chó nhé. Con chó. Đây, ví dụ con này đi, đúng không? Chúng ta view image, thấy cái đường dẫn này nè, ở copy này, tôi pep cái đường dẫn của cái ảnh này vào đây. Đây đường dẫn từ phía ngoài, nó không phải từ trong trang của tôi, đúng không? Reload. Thế thì con chó chưa? Đúng không? Đấy, nó chỉ là nó cái thằng address này, nó là cái đường dẫn đến cái file ảnh sẽ được hiển thị ở cái vị trí đấy. Được chưa? Thì cái này nó là cái thuộc tính của thẻ. Mỗi một loại thẻ nó sẽ có những cái loại thuộc tính khác nhau. Cái đấy chúng ta đành phải nhớ và vận dụng thôi. Chứ chẳng có cách nào để đục phát là tôi phát tôi nhớ luôn được. Không có cách nào. Dần dần thì chúng ta sẽ sử dụng. Chứ không có cách nào nhớ hết được. Thì chứ nhỉ? Đấy là cấu trúc của một cái thẻ HTML bao gồm tên thẻ và các thuộc tính. Nhớ các thuộc tính. Mỗi một thẻ chúng ta có thể sinh ra số lượng thuộc tính là vô hạn, thích sinh là bao nhiêu sinh. Kể cả có những cái thuộc tính được quy định mà tức là nó có tác dụng biến thẻ, có những cái thẻ mà chúng ta có những thuộc tính mà chúng ta tự bịa ra để chúng ta dễ làm việc sau này. Đó là cái các thuộc tính. Xong như đấy là cái phần head. Ngoài ra ở trong phần head này nó chứa những cái thẻ meta. Chúng ta đi lưu ý này. Cái thẻ meta, ví dụ như meta charset này là viết tắt của từ character set, bộ ký tự, đúng không? Thì nếu mà chúng ta không có cái thằng này này, nhiều khả năng là chúng ta viết tiếng Việt ở đây sẽ bị vỡ chữ. Được chưa? Cho thêm cái charset này vào thì chúng ta viết nó sẽ hiển thị được tiếng Việt. Bởi vì cái bộ đọc chữ của nó là của UTF-8 thì chữ Latin của chúng ta là chuyển sang dạng UTF-8 đọc được. Còn cái input này thì chúng ta chưa quan tâm đến. Được chưa nhỉ? Tiếp theo tôi tiện đây tôi nói luôn, ở trong một trang web của chúng ta, bất kỳ trang nào, trang to hay trang bé thì nó đều có một cái bộ phận là meta. Nó sẽ bao gồm rất là nhiều thẻ, thẻ ví dụ như meta này, meta title, meta description. Được chưa? Nó tác dụng làm gì? Đây này. Ví dụ tìm kiếm từ con chó này nhé. Đây, ví dụ. Ủa, sao lại ra hình hết này trời. Đây, ví dụ như này. Thuê xe nào, bà con cần thuê xe cái gì gì đấy chẳng hạn, đúng không? Thì cái đoạn này này,
nó chính là cái meta title của website. Cái meta title và meta description, đây là meta description này. Thấy chưa? Cái này gọi là meta description, nội dung ở trong cái thẻ ấy thôi, chứ nó không có gì gọi là cao siêu cả. Thì cái đấy thực ra là người bình thường không đọc được, mà người ta tạo ra các cái thẻ meta đấy dành cho các bộ máy tìm kiếm nó đọc. Hay còn gọi là tối ưu SEO, tối ưu bộ máy tìm kiếm SEO, đúng không? Thì các cái thẻ đấy các bạn nên biết thêm một chút. Sau này chúng ta sẽ làm một website nó dễ dàng được tìm thấy hơn. Thấy chưa? Đấy là các cái thẻ meta title, meta description. Đấy là xong rồi phần head, đúng không? Xong rồi tiếp theo chúng ta đến phần body. Cái này hả? Rất ít. Tôi cũng rất ít dùng. Tôi cũng không chuyên về SEO nên cái phần này tôi thực ra là cũng không biết. Nó sinh ra không? Thì nếu mà cần đi để tôi search cho xem. Nếu mà không sinh ra thì chẳng vấn đề gì cả. Sao bé đi sao? Được chưa? Tiếp theo phần body. Body. Body là gì? Thân, đúng không? Thân thì sao? Thân nó ở đâu? Dưới đầu. Thân nó ở dưới đầu. Thấy chưa? Thì đây, ví dụ cái này, trang này ạ, thì đây, thân bắt đầu từ đây cho đến hết xuống dưới, kéo hết xuống dưới, đấy là phần thân. Còn phần head nằm trên này, và các thông tin để cho Google nó tìm kiếm. Được chưa? Thì đấy là phần head và phần body. Body là cái phần chúng ta nội dung hiển thị. Bây giờ tôi sẽ đến cái phần tôi hướng dẫn cho các bạn là có bao nhiêu cái thẻ loại. Đây là bao nhiêu loại thẻ. Thực ra là HTML nó có vài trăm thẻ thôi. Chúng ta chỉ đến với những cái loại thẻ phổ biến thôi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đến với những cái loại thẻ chúng ta cần phải học ở trong khóa này. Gì nữa? Alo? Lấy được rồi rồi. Tôi biết rồi. Vợ chồng tôi vẫn xưng nhau là cậu tớ. Rồi, chúng ta có những cái, các bạn có thể đọc thêm những cái thẻ ở trong này nhá, nội dung của nó ở trong này. Và tôi có những cái đường dẫn đến GS Fiddle, các bạn có thể vào đây để xem, tôi đã code sẵn ở phía trước. Chúng ta có thể xem ở trong này tác dụng của nó như thế nào. Được chưa? Đây, page title các thứ ở trong này, trong này có hết rồi. Cứ bấm một cái link đi thôi, không có gì gọi là cao siêu cả. Đây các thẻ trong phần body. Chúng ta nhiều không? Thế này là ít đấy. Thế này là ít đấy. Tôi vừa nói là chúng ta có hơn 200 loại thẻ ở trong HTML cơ. Tôi cố gắng tôi nhóm lại cho chúng ta thành 7 loại thẻ chính. 7 loại thẻ chính. Thì chúng ta sẽ đến với từng loại một. Có cần nghỉ tí không? Nãy giờ hơi nhiều đấy. Không cần nghỉ gì. Quấn tiếp nhá. Rồi. Chúng ta đến với loại thẻ đầu tiên là loại thẻ định dạng về chữ viết nằm trong body. Thì đây, các bạn ngó và các bạn thử đi xem nó là như thế nào. Đây là những cái loại từ ba chấm ở đây là rất là, tức là thẻ chọn tay nó còn rất là nhiều. Đấy, em nó không nhiên như về hiển thị thì em hơi to hơn tí. Nhưng nó đều như thế cả. Tôi thấy nó cũng tặng nhau lúc đầu đúng như thế không? Đây là hình ảnh. Cái này chúng ta là mạng thường không thể phân biệt được. Nó phục vụ cho những cái công cụ tìm kiếm. Sai của họ email được rồi. Thế email của thẻ em tại sao nó lại sinh ra hai thẻ đấy? Thì theo lý thuyết thẻ em sai một chữ lớn một chút. Và thẻ em dùng để đánh mạng. Chúng ta thử đi. Sau tôi sẽ giải tiếp được phần này. Chúng ta phải thử đi ha. Cái đường dẫn của tôi kìa, có một đường dẫn đây, chúng ta sẽ xem mình có sẵn. Chúng ta
của tôi còn không có thể xoay đâu, đây không có thể xoay, không có. Thấy gì ở đây không? Không thấy gì à? Tất cả đều hiển thị được chữ đúng không? À. Thực ra nó có một cái điểm các bạn nhận ra. Đấy nè. Đặc điểm của các thẻ cứ kể sau nhé. Từ H1 đến H6 nó sẽ có một cái đặc điểm chung. Và đặc điểm chung đấy nó ăn theo cả đặc điểm B. Nó khác hoàn toàn. Từ thẻ H1 đến thẻ H6 và thẻ P thì bọn đấy nó đều giống nhau, còn cái mớ còn lại thì nó theo một kiểu khác, nó một cách giống nhau, nó phân ra thành hai phía khác hoàn toàn. Đúng. Thẻ H cũng tự động xuống đó. Để ý này, chúng ta thử hết rồi đúng không? Đây, rồi chúng ta để ý ở đây tôi có thẻ P, thẻ H đúng không? Có từ thẻ H1 đến H6 thẻ strong. Thì chúng ta lưu ý này, ví dụ tôi viết ở đây là tôi thích ăn thịt chó, ví dụ thế. Rau này reload. Đây tôi nói đùa thôi, chứ tôi cũng yêu chó mà. Mà có thì vẫn ăn. Rồi. Chúng ta thấy nó cách nó hiển thị là như nào? Từ trái sang phải đúng không? Theo đúng những gì chúng ta biết đúng không? Rồi. Duplicate nó lên vài chục lần. Sao? Nó hiển thị từ trên từ trái sang phải và từ trên xuống dưới đúng không? Bây giờ tôi thử cái nữa nhé. Tôi enter một cách dài, rất là dài đúng không? Theo các bạn nó có xuống dòng không? Chẳng ảnh hưởng mẹ gì. Đúng không? Rồi, tiếp theo nào. Dài quá, nghịch ngu quá. B. Đây là đoạn 1. Duplicate thằng này lên. Tách đoạn chưa? Rồi. Cái thằng thẻ P này nó ý nghĩa của nó như nào? Chữ có gì đặc biệt, đặc điểm khác chữ thường không? Về kích cỡ chữ, màu chữ rồi thì độ đậm nhạt nó chẳng khác gì chữ bình thường. Nó chỉ hơn những cái thằng khác là những cái gì viết ở trong phần cặp thẻ đóng và thẻ mở của nó
thì nó ngăn cách với tất cả những bộ phận khác theo chiều ngang, đúng không? Chữ P thì biết viết tắt của từ gì không? Paragraph, đoạn, đấy không? Đoạn văn. Thì nó là đoạn mà, đoạn thì nó sẽ phải ngăn cách với tất cả những thằng khác, được chưa? Paragraph. Tiếp theo, thẻ H1. Tôi viết text ở phía dưới nữa. Sao? Nó cũng tách ra, đúng không? Và kích cỡ chữ nó to hơn, nó đậm hơn, đúng như nhỉ? Thì ý nghĩa của nó là gì? Heading. Thằng này hay dùng cho cái tiêu đề, dùng cho tiêu đề của một website. Những cái thẻ H đều là tiêu đề hết, được chưa? Và lưu ý sau này các bạn, kể cả tôi không biết là các bạn có theo cái nghiệp code này hay không, nhưng nếu mà sau này các bạn còn động đến web thì nhớ tôi một điều, đó là một website, một cái page ấy, nên chỉ có một thẻ H1 thôi, nhớ chưa? Nên chỉ có một thẻ H1 thôi. Nếu mà các bạn mà có nhiều thẻ H1 thì cái con robot của Google nó sẽ đánh các bạn thấp xuống, chỉ có một thẻ thôi, được chưa? Hả? Cái gì? Không, nó có tài liệu để đọc mà. Chứ tôi chẳng quen bố con nào cả. Chẳng qua là làm web thì cũng nên biết tí. Đây của tôi chỉ dạng là biết lông da thôi, chẳng ăn thua gì. Rồi, tiếp theo. Thẻ H1 cho đến thẻ H6 thì là cho các bạn thấy cái gì? Thứ nhất, nó có động. Động tất cả đều động trong cái chữ thường, đúng không? Tiếp theo là cái cơ chữ H1 là to nhất, giảm dần cho đến H6, thậm chí H6 còn nhỏ chữ bình thường, đúng không? Nhưng mà thằng H, thẻ H và thẻ P ấy, chúng nó đều có một cái điểm chung, đều có một cái điểm chung, đó là hộ dạng là hiển thị cho dạng blog. Blog, blog là gì? Gì tiếng Việt, gì là tiếng Anh là gì? À, tiếng Anh gì là tiếng Việt là khối, đúng không? Khối thì chỉ có nhét thêm vào thôi, và khối thì nó sẽ không cho thằng nào. Ví dụ tôi có một trang như này, đây là cái giao diện của tôi, đúng không? Khi một cái thẻ mà được định dạng là khối thì nó luôn luôn chiếm hết hàng ngang, đúng chưa? Nhớ cái điều này nhé. Khi đã được định nghĩa là một khối thì nó luôn luôn chiếm nguyên một hàng ngang. Mấy nữa các bạn học đến cái CSS các bạn sẽ được hiểu cái này nhiều hơn, đúng chưa? Còn tất cả những thẻ khác, ví dụ thẻ B, thẻ I, thẻ map, thẻ stride, các thứ kiểu, thẻ U, đúng không? Thì kiểu của nó là kiểu inline. Inline là nó chiếm trên một dòng. Hết thằng này thì đến thằng tiếp, được chưa? Đó, đấy là sự khác nhau của hai cái trường phái là paragraph, tức là book và inline ở trong cái việc làm text này. Cái này các bạn phải nắm được. Để sau này ấy, nhiều khi chúng ta một cái đoạn hình ảnh, ví dụ như hình ảnh, đúng không? Chúng ta không cần dùng những cái thẻ div, thẻ section khác mà chúng ta nhét thẳng vào trong thẻ P cũng được, chẳng ai cấm. Được chưa? Chúng ta hãy nhớ một điều như sau. Thêm một cái warning nữa cho các bạn. Đó là các thẻ có thể lồng nhau. Nhớ nhá, các thẻ có thể lồng nhau. Cho nên tùy thuộc yêu cầu của mình như thế nào thì mình phải vận dụng thêm như vậy. Ví dụ tôi muốn một đoạn là một đoạn dài như này, chỉ có một cái đoạn ngắn như này là tôi bôi một vàng thôi, hoặc là chỉ đến cái đoạn này của tôi là tôi gạch dưới thôi. Có những cái đoạn tôi gạch ngang chữ cơ, đúng không? Thì chúng ta phải làm như thế nào, đúng không? Thử đi, bạn thử cho tôi. Ví dụ tôi mong muốn là đây, các bạn gõ thử cho tôi cái này nhá, có chữ lorem, được chưa? Căn chung text hoặc là enter thẳng xuống nó ra một cái đoạn text nó lằng ngoằng như này, được chưa? Có ra không? Đó, các bạn vừa bôi lên một đoạn, thứ nhất cái đoạn lorem của tôi nó phải tách biệt hoàn toàn với những cái thằng khác. Tôi có thể là có hai đoạn lorem, đúng không? Cái đoạn này của nó, cái đoạn đầu tiên của tôi, nó phải tách biệt so với những thằng khác.
Cái thứ hai là tôi có muốn có một đoạn tôi bôi màu, một đoạn tôi gạch ngang, một đoạn tôi đi nghiêng, một đoạn tôi biết đâu. Đó, các bạn làm thử tôi đi. Có lẽ đang chung cách. This is your right floor. Now that one. Một đoạn bôi đậm, một đoạn đi nghiêng, một đoạn chữ đẩy dưới. Đúng rồi, bạn cứ thoải mái sáng tạo. Tôi chỉ yêu cầu như vậy thôi, cái sáng tạo của các bạn. À, có một điều nữa là bài tập về nhà chúng ta vẫn phải có, và tôi vẫn sẽ chép cũng được. À, tất nhiên bài tập nó sẽ thành ngày để làm quen đi. Chúng ta lưu ý này, ở trong HTML của chúng ta, khi mà chúng ta dùng dấu cách, nó cách đúng một cái space thôi. Nên là chúng ta dùng hai cái dấu cách hay là một đoạn dấu cách, nó cũng chỉ cách một cái space thôi. Lưu ý. Xong chưa? Còn thắc mắc gì để đấy không? Các bạn này. Các bạn đi. Em muốn biết được làm nhà. Hả? Em muốn làm được H1, H6. Nhưng mà em muốn được H6. Được. Với CSS làm được hết. Cái gì cũng làm được. Nhưng đây chúng ta đang sử dụng cái mặc định của HTML. Nên để cho các bạn hiểu đã. Cái đấy ông thích tôi làm được cho bất kỳ lúc nào. Rồi cái đấy từ từ nhá. Nếu mà không vội thì từ từ đã. Về text còn cái gì thắc mắc nữa không? Chúng ta còn rất là nhiều thẻ. Ở đây tôi chỉ dạy các bạn cách sử dụng thôi. Còn sau này còn 1 tỷ các thẻ khác chúng ta cần phải biết nữa. Thì đến lúc đấy các bạn chẳng có cách nào khác ấy. Dễ nhất là ví dụ vào những cái kênh, ví dụ như kiểu là vnexpress.net. Vào đây bấm vào cái ảnh này chẳng hạn. Ở đây là video, xin lỗi. Đây quán bar ở Sài Gòn bị cảnh sát đột kích. Ví dụ như này, đây là một trang báo điển hình đúng không? Thích xem một đoạn nào là cốt bằng cái gì, chuột phải vào đây. Inspect hoặc là kiểm tra. Nhìn đây là thẻ H2. Có ai ngờ đây là thẻ H2 không? Tôi cũng không ngờ đây là thẻ H2 luôn. Đúng không? Nó bé quá. Đúng chưa? Đấy, nó dùng thẻ H2 đây. Thì sao? Đây, ở trong cái đoạn này, các bạn nghĩ đây là thẻ gì? Thẻ P à? Thẻ gì? Serpent nằm trong thẻ P đó. Thế nên là phải nên đi trải nghiệm, không thằng nào tự giỏi cả, phải học từ nhiều người, học từ các công cụ khác thì chúng ta mới lên được, đúng không? Những cách dùng này đây nó là cái điều bình thường, nên đi xem. Ví dụ như tôi cái bệnh nghề nghiệp đó là cứ vào cái trang web nào lại nghĩ cái trang này cốt bằng cái gì, cốt bằng cách nào, rồi thì thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ nó như nào. Đấy là bệnh nghề nghiệp, kiểu đi đâu cũng soi mói ấy. Đấy, nó là cái, nhưng mà như thế thì các bạn lại lên nó bên nhanh.
Được chưa? Tiếp tục. Xong rồi thẻ phải tích rồi nhá. Không ra mắt gì nữa gì? Chốt chưa? Rồi. À, cái này còn phải giải thích thêm một cái nữa. Đi quên. Tôi quên Nguyễn kể đấy. Đó là chúng ta có thẻ spam. Cái thẻ spam này nó khá là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là chúng ta tạo ra nhưng mà chúng ta biết tích ở trong ấy nó chẳng khác mẹ gì chữ thường. Giống y xì kề chữ thường các bạn thử một quanh. No hand luôn, chẳng khác gì. Nên tại sao chúng ta lại tạo ra? Bởi vì sau này khi mà chúng ta học đến phần CSS, chúng ta sẽ rất là khó để làm, để tạo style cho một đoạn chữ nếu mà nó không nằm trong một thẻ nào đấy. Hiểu chưa? Rất khó là để tạo style cho một cái đoạn chữ mà nó không nằm trong cái chỗ nào đấy. Cho nên chúng ta đọc bắt buộc phải có một cái thẻ để nó quy định cho chữ bình thường mà chúng ta style cho những cái thẻ, những cái chữ nằm trong cái thẻ. Được chưa? Đấy là cái lý do vì sao thằng thẻ spam này sinh ra đời. Còn nữa có một cái là thẻ label. Cái thẻ label này ra tích nó chẳng khác mẹ chữ thường. Nó để tí nó đến phần form tôi sẽ hướng dẫn chúng ta về cái thẻ label. Nó là thẻ text nhưng mà nó làm việc với form. Tiếp theo, định dạng bảng. Định dạng bảng. Chúng ta có để ý thằng Excel. Đây, ví dụ thằng này. Microsoft Excel đúng không? Rồi, đây. Nhìn lên nó là dạng bảng, tất cả đều là dạng bảng đúng không? Chính xác chưa? HTML chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc này. Vẽ bảng rồi thì viết linh tinh ở trong gộp con. Ví dụ như kiểu là các bạn làm việc này mở Excel bao giờ chưa? Đây, mở cái vào đâu nhỉ? Bố các bạn biết mở Excel rồi. Tôi chẳng biết mở Excel nó ở đâu cả. Đây rồi, mật cell này, mật row này. Thấy chưa? HTML của chúng ta cũng làm được cái đợt này luôn. Làm gì làm? Chúng ta làm nhá. Nhiều cái nó phải hiển thị dạng bảng ở trên giao diện. Cho nên chúng ta vẫn phải có cái công cụ đấy. Tôi để cái này đây cho các bạn. Rồi. Tiếp theo. Tôi sẽ qua trong này một cái table. Tạm thời tôi sẽ bỏ qua hết mấy cái phần T3D, TH này đi. Chúng ta giảng với nhau về cái phần TR, TD có thấy thẻ table không đã. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta coi nha, chúng ta chỉ để như này thôi, cho nó ngắn. Chạy thử cái coi. Cái gì? Nó có mỗi cái chữ này đúng không? Đúng không? Nhưng chúng ta để ý này, bây giờ chúng ta thêm cho tôi cái thuộc tính này, lại quay lại cái thuộc tính. Border bằng 1. Border bằng 1. Được chưa? Reload trang. Thấy gì? Nó bao đúng không? Nó bao cái thẻ của chúng ta lại. Đúng chưa? Bây giờ tôi thêm một cái TD nữa, các bạn coi này. Thêm một cái TD nữa, thêm một cái data nữa, thêm hai cái nữa cũng được. Nhân đôi một dòng lên là các bạn là Ctrl Shift D. Cho nhanh. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái gì? Bọn này bị cuốn dễ thế nhỉ? Đây đang ba cái thẻ TD. Được chưa? Nằm trong một thẻ TR, nằm trong thẻ table. Được chưa? Thì chúng ta để ý này. Nó là gì? Ba cái ô trên một dòng đúng không? Được chưa? Ba cái ô trên một dòng này. Cái ô này này, ví dụ cái ô ở trong này tức là cái thẻ TD hay là ở trong này thì bọn tôi đều gọi là cái cell. Cái cell là một đơn vị rất là nhỏ ở trong cái gọi là tế bào đấy, rất là nhỏ, nhỏ nhất ở trong cái bảng.
Được chưa? Cái này gọi là một cái cell. Thì thẻ TD là thẻ giúp chúng ta tạo ra các cái cell. Được chưa nhỉ? Tiếp theo các bạn bôi đen hết cái thẻ TR này, hất lên trên các bạn Ctrl D một cái. Để nó nhân lên. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ sinh ra là hai dòng. Đúng không? TR là cái tắt của table, row, dòng. Chính xác chưa? Table là cái thẻ giúp chúng ta quy định ra và bắt đầu sử dụng hiển thị dạng bảng, các thẻ dạng bảng. TR là cấp thứ hai, nhớ nhá. TR là cấp thứ hai, chúng ta vẽ bảng ấy không phải vẽ thục phát ra đâu, mà chúng ta phải vẽ từng dòng một trước. Mỗi một dòng sẽ có các cái cell nằm trong bong nhỏ nhỏ lại. Được chưa? Chỉ vẽ được là dòng, xong rồi các cell, rồi lại dòng, rồi các cell. Xây giống như xây nhà ấy. Mỗi tổ là xây từ trên xuống, không phải xây từ dưới lên như xây nhà chúng ta. Được chưa nhỉ? Thì đấy, đây là cấu trúc của một cái bảng. Chúng ta đến với ba thẻ đầu tiên. Xong chưa? Table, TR, TD. Được chưa? Tiếp theo. Làm theo tôi nhá, các bạn làm theo tôi này. Phải theo kịp đấy nhá. Côn. Côn là viết tắt của từ column. Column là cột. Côn span bằng 2 chẳng hạn. Tôi xóa bớt một dòng ở đây đi. Span là mở rộng. Mở rộng cột. Thấy chưa? Reload. Ô chết nhầm, không phải đây. Thấy gì? Hả? Nào. Một cái thẻ nó có độ rộng bằng hai thẻ bình thường khác, đúng không? Và để cho cái bảng của chúng ta vuông, tất nhiên nếu mà tôi nhét thêm vào đây một cái như này nữa thì nó sẽ lòi ra ngoài. Đúng không? Nhưng nếu tôi muốn cái thẻ cái bảng của tôi vuông thì tôi phải quên nhầm nó hình hình chữ nhật. Thì tôi phải bắt buộc xóa bớt một cái đi. Xóa bớt cái TD cung dòng của nó đi. Đúng không? Nếu tôi muốn cái một cái thẻ này của tôi nó rộng bằng 3 cái cột khác thì tôi là con span bằng 3, xóa nốt thằng này đi. Xong chưa? Đấy là mở rộng cột. Thấy chưa? Học bắt TML dễ nhỉ? Dễ hỏi. Chưa gì khó. Được chưa? Tiếp tục. Đã mở rộng dòng rồi, bây giờ tôi đắp đi kết thêm cái thằng ở dưới này. Các bạn xem tôi bôi đen như thế nào. Cái con trỏ nằm ở đâu? Trên đúng không? Sau đó Ctrl D thì nó sẽ không bị lỗi. Ví dụ như lúc nãy tôi thấy có bạn làm như này. Bôi đen hết phần này, Ctrl D. Đúng không? Xuống đây lại phải Enter xuống cái. Được chưa? Bôi đen hết lên trên. Thì chúng ta đắp đi kết lên thì nó sẽ xuống dòng mới. Được chưa? Rồi, giờ các bạn coi này. Row span bằng 2. Được chưa? Row span bằng 2. Để ý nhá. Tôi phải xóa một thằng ở dòng dưới nó đi. Row là hàng mà mở rộng hàng cho cái cell này. Được chưa? Thì thằng ở dưới tự nhiên nó bị chèn lên một thẻ nữa. Chèn lên một thẻ nữa, rộng một thẻ này xuống nữa. Nếu mà vẫn để ba thằng này thì lòi ra ngoài một cái. Xóa bớt đi. Được chưa? Thằng thử cái. Roseman. Chèn nó nhiều ra thì cái giá trị ở bên nhiều ra. Vậy thôi. Bắt đầu loạn. Chị nghe nó bắt đầu trên dưới trái phải hoàn hết lên. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn vẽ tôi cái bảng này để luyện tập này.
Rồi đây nhá, các bạn coi này. Tôi cũng chẳng biết đặt tên nó như nào đâu. Cho nên là chúng ta cứ vẽ theo tôi thôi. Cái này không có bôi đậm nhỉ? À đây có. Rồi cứ bình tĩnh là tôi sẽ bôi đậm cho các bạn. Đây, vẽ cái bảng như này cho tôi. Đây là A, tôi để là A, tôi viết ký tự vào đây. B C D E. Còn cái mấy cái dòng này các bạn kệ các bạn nhá. F, tôi chỉ đánh dấu những cái nào nó là ấy thôi, là đặc biệt thôi. Nhìn thấy không? Rồi, vẽ tôi cái này thử coi nào. Các bạn nên viết text ở trong những cái cây đê nhé. Nên viết text ở trong đấy. Ví dụ viết chữ A, chữ B, chữ C gì đấy vào cũng được. Chứ nếu không nó không hiển thị cái gì đâu.
Được chưa? Xong chưa? Trông vất vả thế. Ô, FPT lại thắng lại. Mời nó tham gia giải nào, tôi cho cúp nó về sớm cho nhanh, đỡ phải đánh. Đó. Rồi ạ. Không nhá. Không nhá. Mỗi thằng một cánh đi xuống giúp đỡ các bạn nữ như thế này. Thằng béo, đây đây. Xem các bạn xong chưa? Nhanh. Quang, ông tên là Quang đúng không? Xuống, cuối cùng giúp nhau đi. Các bạn xong thì giúp các bạn này. Lúc cũng đi lên nhìn khổ thế. Rồi đọc cho tôi nào. Xong hết chưa? Các bạn xong hết chưa? Đọc cho tôi nào, xem code như nào nào. Nào. Quang, đọc đi. TR1 thì làm thế nào? TD Conspa nào. Bằng mấy? 2 A này. Xong row span 2 luôn à? Sao nữa? Đây à? Rồi sao nữa? Có row span không? Rồi tiếp. C.
Rồi. Dòng 2 thì sao? DE đúng không? 2 này là đủ đúng không? Rồi tiếp. Thằng 3. Có mấy TD? 6 à? Bây giờ 6. 1, 2, 3, 4, rồi đúng không? Rồi, tôi chỉ thêm cái này. Kệ các bạn, làm nào làm. Check ra các nhá, check cái đã. Rồi đúng chưa? Hai hàng này. Sau ở đây chúng ta có, bây giờ cho tôi cái hàng cuối cùng đi. Đúng chưa? Đấy, rất dễ. Bảng có khó không? Không khó như chúng ta tưởng tượng đúng không? Tiếp tục này. Và inspect vào đây. Chưa hết đâu, bảng còn nữa. Chưa hết đâu, bình tĩnh. Tí này. Nhìn cái table đúng chúng ta vẽ. Nhìn nhìn ở dưới ấy. Đúng cái table chúng ta vẽ ra không? Nó có thừa cái thẻ gì không? À, thẻ gì? T3D. Đọc là 3D nhá. T3D. Thằng này chúng ta có biết ra không? Tự nhiên trình duyệt nó nhét vào đúng không? Không phải tại mình đúng không? Rồi, tiếp tục cho các bạn. Từ từ tôi mới giải thích cái thằng T3D này. Tôi nhét thêm ở đây một thằng T-hep nữa. Có T-R. Trong này có T-H. A B C D E F. Các bạn thấy gì? Ở in đậm. Lúc nãy tôi nói là cái logic của HTML chúng ta là chạy từ đâu đến đâu, từ bên nào sang bên nào, trái qua phải, trên dưới. Theo đúng logic như này còn gì nữa? Theo đúng logic thì cái thằng TH này phải hiển thị sau cái mớ TD này, tức là sau cái cool span 6 này. Đúng không? Tại sao nó lại được nhét lên đầu? Đúng không? Tại sao? Cái phần này á, nó là cái quy định của HTML nó như thế. Chúng ta không cãi được. Cố tình nhét xuống dưới nó vẫn cứ lên trên. Đó là trong bảng của chúng ta, trong cái table ấy, nó cũng chia ra làm T-head, T-body và T-foot. Được chưa? Đây là ba phần ở trong cái bảng của chúng ta. Và ba cái phần này nó fix cứng về cái vị trí hiển thị. Nếu mà đã xuất hiện T-head thì bao giờ T-head cũng được lên đầu tiên. Sau đó đến T-body và T-foot, kể cả T-foot được viết lên trên đầu, nó cũng vẫn hiển thị cuối. Được chưa? Đấy là cái cách mà cái trình duyệt nó bắt buộc phải làm theo và phải làm được cái việc này. Được chưa? Chúng ta nhớ được ba cái thẻ này. Tất nhiên ở trong ba cái thẻ này thì chúng ta vẫn sử dụng TR, TD như bình thường, chẳng hay cấm cả. Được chưa nhỉ? Hiểu ba thẻ chưa? Đây là cách tôi dùng này. Được chưa? Ngoài ra nếu mà trong cái bảng của chúng ta cố tình không cốt ra cái thẻ TD ở T3D thì trình duyệt nó tự thêm vào giống như cái thẻ HTML ấy. Chúng ta không code ra, nó đọc mà nó thấy đây là code HTML thì nó tự thêm vào. Tự thêm cái phần nội dung ở giữa vào là thành cái thẻ nằm trong cái thẻ T3D. Được chưa nhỉ? Tôi cắt hết đoạn này đi, tôi cho vào T3D. Bật xuống. Đâu, bài đái. Được chưa nhỉ? Nếu chúng ta thích có T-foot nữa thì cứ nhét vào xem nó có xuống cuối không. Rồi. Tiếp phần nữa. Đó là chúng ta đến với thẻ tiếp theo là thẻ TH. TH là thẻ viết tắt của từ table heading, tiêu đề của bảng. Được chưa? Thì nó là cái gì? Nó sẽ hiển thị như nào? Thứ nhất, chữ in đậm. Thứ hai, căn giữa.
Bình thường chữ của chúng ta, chữ trong cái cell của chúng ta sẽ căn lề bên trái, nhưng mà khi mà nằm trong thẻ TH thì nó sẽ được căn giữa. Đấy, thế là xong cái loại thẻ tiếp theo của chúng ta là thẻ cái gì? Table. Trong table thì nó có các thẻ là table này. Thực ra nó còn thẻ caption nữa cơ, nhưng mà tôi không đưa vào đây. Nó hơi limiting. Caption này. TH, T3D, T-Food. Tôi bóc từ ngoài vào đấy. TR, TD, TH là 7 loại thẻ. 7 loại thẻ khác nhau trong cái table. Được chưa? Các bạn hãy lưu ý cho tôi. Ngoài ra một cái đặc điểm của cái table ấy, ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy cái data này không? Cái thằng data ở cái dòng này này, các bạn thấy không? Bây giờ tôi viết dài nó ra nhé. Thấy gì? Các thẻ cùng level thì nó tự động nó kéo dài ra theo cái độ dài của thằng dài nhất. Thấy chưa nhỉ? Tôi đắp ticket thằng này lên cái các bạn thấy ngay này. Tôi viết ở đây chỉ còn một cái data thôi. Thấy không? Thay tự động nó được cái độ rộng của nó, mặc dù không hết đâu nhưng mà nó vẫn cứ kéo dài ra theo. Được chưa? Đấy là cái đặc điểm của table. Các bạn nhớ cái này nhé, đến CSS chúng ta sẽ đem cái này ra ứng dụng đấy. Bởi vì CSS nó có thể hình thành cho chúng ta một cái table dựa vào các loại thẻ khác nhau, chứ không nhất thiết là phải là thẻ table. Được chưa? Phải nhớ cái kiểu này. Độ dài ở trong các cái TD, các cái cell thì cái độ rộng ở trong các cell thì nó chắc chắn sẽ bằng nhau. Nhớ tôi cái điều đấy. Xong chưa? Ok. Đến loại thẻ tiếp theo. Bảng khu, nói loại khu vực này để quyết định. Chúng ta đến với thẻ dạng danh sách trước. Các bạn đọc trước, tìm hiểu trước cho tôi cái thẻ OLLI. OLLI, đây là ví dụ của tôi trong này rồi. Các bạn bây giờ đọc và giúp cho tôi xem là cái thẻ này nó dùng như thế nào, tác dụng của nó ra làm sao, xem nó có gì hay, như nào gọi là danh sách xử lý. OLLI. Tôi chơi với cái danh sách này. Tôi thấy đây là chúng ta có thẻ OL và các thẻ LI nằm trong, đúng không? Mỗi cái này nó là tương tự phần này. Đúng không? Thì nếu mà để mặc định thì chúng ta có một danh sách là số bình thường 1, 2, 3, 4, 5. Chính xác không? Nếu mà chúng ta có cái type cho thằng OL thì chúng ta để type là số La Mã, là cái chữ Y viết hoa, thì cái mớ này nó sẽ là số La Mã. Đúng không? Nếu chúng ta để tiếp cái type này, cái type này nó là chữ A nhỏ thì sao? Chúng ta có nghĩ đến bao giờ không? A, B, C, D, E. Nếu ta để cái mớ này là chữ A lớn có được không? Được chưa?
chữ C à? Đây à? Đó. Nó lại về mấy cái máng lợn. Được chưa? Nó không có cái quy định cho cái giá trị của cái thai này là dạng C. Xong chưa? Chưa? Gì mà đã thỏa mãn sớm đấy. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Được chưa? OL này. Bây giờ tôi cắt thằng này đi, tôi vứt vào trong này có được không? Có được không? Tại sao không? Tại sao không? Được không? Tôi cắt tiếp cái thằng này, tôi vứt vào trong kia. Xong chưa? Bao nhiêu tầng? Vô hạn tầng. Mình thích là mình biết mà thôi. Anh ta gì ô? Máy mình chẳng móc. Vâng thế. Đây là cách dùng OL. Chúng ta chỉ cần nhớ cái đặc điểm của OL, đó là cái thẻ OL sẽ bao ngoài cái thẻ LI, đúng không? Và cái OL biết viết tắt từ gì không? Order. Order list. Thì order là đánh số theo số thứ tự. Còn list là danh sách có thứ tự. Thì ở trong này dựa vào cái type, các bạn lưu ý luôn là dựa vào cái type nhá. Type là một cái thuộc tính của cái thẻ này. Chúng ta có các cái giá trị là 1 này, 1 la mã này, A này, A nhỏ này và A lớn. Thì tương ứng với các cái type đấy nó sẽ sinh ra các cái thứ tự phù hợp. Được chưa? Và chúng ta hãy lưu ý luôn là các cái thẻ OL và thẻ LI của chúng ta nó có thể là chẳng bằng nhỏ lớn rồi. Được chưa? Thì đấy nó sẽ sinh ra các tầng của chúng ta. Được chưa? Đây là loại danh sách đầu tiên của chúng ta, là danh sách là có thứ tự là OL là lớn. Được chưa? Có đáp án gì không? Kinh nhận lớp học giỏi thật. Còn cái gì cũng hiểu. Xong. Ơi. Cái gì? Không có cái thai trên đầu, thai của một thằng A thì nó sẽ hiện như thế này. Đấy là cái giá trị mặc định. Thì coi như là auto bằng 1. Ừ, đúng không? Auto là giá trị là thai bằng 1 luôn. Đấy nhỉ? Nó hiểu được OL thì chẳng có gì UL không hiểu. Quá nhạt nhẽo luôn. UL, LI. UL là cái tắt của từ unordered list, là danh sách không được sắp xếp, đúng không? Thì là nó sẽ hiển thị ra các cái danh sách, các cái đề phục như thế này, và những cái ở đầu dòng thì nó thường là nó có ba loại type, đó là list, square và circle. Nó có ba loại đấy. Đây dạng này các bạn nhìn thấy nó là cái gì đấy? Square đúng không? Tôi để đây là type square one. Nó vẫn giữ như cũ đúng không? Nó là dạng hình chữ nhật ở đầu. Được chưa nhỉ? Tôi thử update cái thằng UL ở phía trên này, tôi có cái type là bằng circle. Các bạn nhìn nó cái gì? Một cái vòng tròn không tâm. Được chưa? Và một cái loại mặc định nữa. This. Cái đĩa thì là nó hình chấm tròn. Thế rồi có mỗi ba loại này thôi, không còn hơn. Giá trị mặc định của cái size mới là cái list. Được chưa nhỉ? Có thắc mắc gì không? Loại danh sách thứ ba. Ủa không phải, cái này là ví dụ, đây là chồng. Đây các cái UL, OL, LI chồng nhau. Không phải là cái loại danh sách thứ ba. Ủa, còn mà. Đây sao tôi dọn thiếu rồi. Đây còn loại này nữa các bạn nhá.
dl.html. Chúng ta có một loại thẻ nữa là loại danh sách nữa, đó là loại danh sách kiểu dạng như này. DL là nhập DT content. Chúng ta xem lại nhá. Không thả xem đã. Nhìn thấy gì? Nó cách lề đúng không? Thì cái DL đây là danh sách. Danh sách mô tả. Đây là tiêu đề. Thường là ở đây người ta sẽ có cái cách đầu dòng, đây là ý 1. Viết đúng như văn Việt Nam luôn, ý mô tả 1. Ý mô tả 3, ý mô tả 2. Đúng không? Ghi, hỏi đi. Là như thế nào? Chú thích kiểu gì? Tức là comment đấy hả? Có, oh, phải hỏi. Đây là 17010 ngày đúng không? Tôi không muốn hiển thị cái đoạn này ra đúng không? Can trung sược. Đây là comment ở trong HTML. Các bạn cần comment nhiều đoạn cũng được. Can trung sược là cái dấu hỏi chấm ấy. Nếu mà comment nhiều dòng nhá, ví dụ tôi trong này nó ví dụ tôi comment nhiều dòng nó sẽ như này đấy, cũng căn chung sườn, chúng ta không hiển thị ra ngoài, được chưa? Đây là cái danh sách của chúng ta, ví dụ danh sách này của tôi để ở đây là lorem, ở dưới này cũng là lorem, ở dưới này cũng là lorem node. Đấy chứ, nó là ba ý tách nhau, không nằm cùng trên một tập. Thì chúng ta có danh sách thứ nhất là DL. Cái này nó giống như là OL của chúng ta ấy, OL, UL của chúng ta ấy. Nó là cái thẻ để khai báo bắt đầu cái danh sách. Được chưa? Bắt đầu cái danh sách. Tiếp theo là cái DT. DT là Description Title. Được chưa? Là cái tiêu đề của đoạn mô tả. Bởi nhiều khi chúng ta mô tả chúng ta phải có cái đoạn ngắt. Ví dụ cắt cái này đi, tôi xuống cái DD cuối cùng. Thấy chưa? Nó lòi ra ngoài. Thấy chưa? Nó trở thành text bình thường, nó lòi ra ngoài và một mình nó dòng. Đó là ngắt ý cho cái phần mô tả phía dưới này. Được chưa? Còn DD là description detail, chi tiết mô tả. Thì nó có các cái DD ở trong thì nó sẽ là tách ở trong. Còn các căn so với lề của khoảng 20 pixel. Được chưa? Đấy là loại danh sách mua bản. Đấy là hết các loại thẻ của danh sách. Xem còn mấy loại ta. Liên kết này, form này, media này và thẻ định dạng. Thôi rồi, thôi tôi sẽ cho chúng ta làm phần luyện tập một chút. Chúng ta học để lấy kết quả. Buổi sau chúng ta làm hết phần bên kia, những cái phần còn lại. Bây giờ các bạn vào bất kỳ một trang nào ở trong cái các bài báo, nó thích vào đâu, vào kênh 14, Genka, Genka, rồi Liên Minh 360, 24 giờ, rồi thì Dota các thứ, kiểu thích vào đâu thì vào nhá. Được chưa? Sau đó chúng ta tìm kiếm cho tôi xem ở trong những cái trang mà mình thích. Nhớ phải lưu lại cho tôi cả cái đường dẫn của bài viết đấy. Các bạn lưu ra file Word ấy. Bây giờ các bạn tạo tôi một file Word. Được chưa? File Word là tên mình. Ghi là bài tập 1 tên mình ở đấy. Sau đó chúng ta vào cái đường dẫn nào để xem. Ví dụ như tôi vào 24 giờ đi. Vào đây trực tiếp mẫu Tottenham chẳng hạn như này. Được chưa? Thì tôi phải vào trong cái phần nội dung, chú ý chỉ có nội dung thôi nhé, nội dung chính của nó thôi, không quan tâm đến những thằng quảng cáo xung quanh. Xem nhưng ở trong này nó có những cái thẻ gì. Được chưa? Trong này nó có những cái thẻ gì, nó dùng như thế nào.
để chúng ta liệt kê nó trong cái file word của chúng ta. Ghi vào đấy, ví dụ như kiểu là trong trang của chúng ta có sử dụng cái này, kẻ này nghi ngờ của hát một thì tôi kiểm tra xem có phải để hát một hay không. Biết kiểm tra rồi đúng không? Đấy, tìm kiếm tất cả mọi thứ trong cái trang, cái nội dung trang báo của mình để lấy được kinh nghiệm sau này mình dùng. Được chưa? Làm luôn, đấy là bài 1. Bài 2 sẽ là bài viết của chúng ta. Tôi sẽ có một bài viết nhỏ với không. Tôi sẽ gửi chúng ta khi về nhà. Xem trong này gồm những cái thẻ gì người ta dùng họ chúng ta. Tích vào trang nào bạn? Đây các bạn lưu ý này, cái này cái developer tool nó có một cái hay, ví dụ như đây để ý này, tập trung vào đây. Nếu mà tôi muốn xem cái đoạn text này đúng không, nó là cái thẻ gì đúng không, chuột phải vào đây inspect thì rõ rồi, cái này các bạn cũng biết rồi đúng không, đúng không, này các bạn biết rồi đúng không. Còn đây là thẻ H1 này. Xong rồi nếu mà bây giờ tôi muốn biết tiếp xem là cái này cái hình nó là thẻ gì đúng không, các bạn nhìn thấy mũi tên này không, đúng không, kích vào chuyển sang màu xanh nhá. Hover lên. Đấy, mày chết. Đã im bỏ. Được chưa? Đấy là cách dùng developer tool để biết xem là cái website này nó gồm những cái thẻ gì. Quảng cáo tôi có bắt thông tin quảng cáo đâu. Tốt, tốt cơ mà. Cho mày chết. Tôi có một video của Google, nó cũng là quảng cáo nhưng mà nó để bạn đi khó chịu được rồi. Đó là nền của mọi người đều khác không? Cái crowd phía sau, những cái chỗ nào có quảng cáo thì khác không? Thì nhìn lên trên đó. Kể là hai sản phẩm của bài đạo nó sẽ khác nhau. Để tắt cái này đi. Để giả lập cái simulator, giả lập cái TV. Rồi, đây là file bài tập của chúng ta.
một chết trang.